Đại Bồ Tát ở nơi bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, trong mỗi mỗi kiếp, cúng dường, cung kính, bất khả thuyết, bất khả thuyết, vô lượng chư Phật, thị hiện thân mình chết đây sinh kia, dùng tất cả đồ cúng dường hơn hẳn ba cõi để cúng dường và cúng dường Bồ Tát Thanh Văn tất cả đại chúng, mỗi mỗi đức Như Lai vào bát niết bàn rồi, đều dùng đồ cúng vô thượng để cúng dường xá lợi và rộng tu hành bố thí để chúng sinh đầy đủ. Phật tử, đại Bồ Tát dùng tâm không thả nghĩ bàn, tâm không cầu báo, tâm rút giáo, tâm lợi ích nơi bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp vì a nậu đa la tam miệu tam bồ đề cúng dường chư phật lợi ích chúng sinh hộ trì chánh pháp khai thị diễn nói đó là trí như biển thứ chín đại bồ tát ở chỗ tất cả chư phật ở chỗ tất cả bồ tát ở chỗ tất cả pháp sư một lòng chuyên cầu pháp của bồ tát nói pháp của bồ tát học pháp của bồ tát dạy pháp của bồ tát tu hành pháp thanh tịnh của bồ tát pháp thành thục của bồ tát pháp điều phục của bồ tát pháp bình đẳng của bồ tát pháp xuất ly của bồ tát pháp tổng trì của bồ tát đắc được pháp này rồi thọ trì đọc tụng phân biệt giải nói không có nhàm đủ khiến cho vô lượng chúng sinh ở trong Phật Pháp, phát tâm nhất thiết trí tương ưng vào tướng chân thật, được không thối chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Bồ Tát nơi bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp không nhàm đủ như vậy, đó là trí như biển thứ 10. Phật tử, đó là 10 thứ trí như biển vào an nậu đa la tam miệu tam bồ đề của Đại Bồ Tát. Nếu các Bồ Tát an trụ Pháp này thì sẽ đắc được biển đại trí huệ vô thượng của tất cả chư Phật. Phật tử, Đại Bồ Tát, nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có 10 thứ trụ như thật, những gì là mười Phật tử, Đại Bồ Tát đều có thể đi đến vô số thế giới, chỗ chư Phật như Lai, chiêm ngưỡng đảnh lễ, thừa sự cúng dường, đó là trụ như thật thứ nhất. Nơi bất khả tư nghỉ, chỗ các đức như lai, lắng nghe chánh pháp, thọ trì nghĩ nhớ, chẳng khiến quên mất, suy ngẫm phân biệt, giác huệ tăng trưởng, làm như vậy khắp cùng mười phương, đó là trụ như thật thứ hai nơi cõi này chết nơi kia hiện thọ sinh mà đối với phật pháp không có sự mê hoặc đó là trụ như thật thứ ba Biết từ một Pháp sinh ra tất cả Pháp mà có thể mỗi mỗi Pháp phân biệt diễn nói, dùng tất cả Pháp đủ thứ nghĩa, rốt giáo đều là một nghĩa, đó là trụ như thật thứ tư. Biết nhàm lìa phiền não, biết ngừng phiền não, biết phòng hộ phiền não, biết dứt trừ phiền não, tu Bồ Tát hạnh, chẳng chứng thật tế, rốt ráo đến nơi thật tế bờ bên kia, phương tiện khéo léo khéo học chỗ đáng học, khiến cho hạnh nguyện thuở xưa đều được thành tựu viên mãn, thân chẳng mệt mỏi, đó là trụ như thật thứ năm.